Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tay thề. Anh làm thơ vũ quy, khánh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẫu câu chạy ngón để chúng ta có thể đem ra áp dụng khi đem hát bolero đối với tất cả các tông nhạc thứ. Thì các bạn cứ hiểu đơn giản là khi chúng ta đệm hát thì cứ cuối mỗi một câu hát thì cái trường độ nốt nhạc tại đó nó sẽ kéo khá là dài. Đó là cái khoảng thời gian mà người hát người ta nghỉ, thì chúng ta phải chèn vào đó một câu giai điệu ngắn để chúng ta lấp khoảng trống. Thì trên thực tế thì có rất là nhiều cách để người ta kết thúc một đoạn nhạc, có rất là nhiều cách. Tuy nhiên có hai cách căn bản nhất mà chúng ta thường gặp, đó là người ta kết thúc đoạn nhạc bằng hợp âm chủ, và cách thứ hai là người ta kết thúc đoạn nhạc bằng cái hợp âm át âm. Có nghĩa là như thế nào? Ví dụ đối với tông la thứ thì hợp âm chủ là la thứ, còn hợp âm át âm là mi bảy. Đó thì người ta kết thúc cái đoạn nhạc, kết thúc câu hát bằng một trong hai hợp âm này. Thì khi đó chúng ta sẽ chèn vào đó một câu giai điệu theo cái hợp âm mà đã kết thúc cái đoạn nhạc đó. Thì đối với những câu giai điệu ngắn như thế này ta có thể gọi là một câu lick. Thì trong phạm vi bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẫu câu để chúng ta, cái mẫu câu giai điệu để chúng ta chơi theo cái hợp âm át âm mà chúng ta có thể đem ra áp dụng đối với tất cả các tông nhạc thứ. Thì cái này thì nó cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên nếu mà tôi hướng dẫn một tràng thì các bạn sẽ rất là khó luyện tập, cho nên tôi chia nó ra làm hai phần. Phần thứ nhất ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái mẫu câu chạy ngón để chúng ta đem ra áp dụng với các tông nhạc son thứ, son thăng thứ, rồi là pha thăng thứ vân vân. Và video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thế tay đối với các hợp âm với các tông nhạc đô thứ, rồi si thứ, đô thăng thứ vân vân. Thì các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi cái video sau. Đi vào nội dung chính của bài ngày hôm nay. Thì như các bạn thấy tôi vừa làm ví dụ đó, bài Con đường xưa em đi ở tông la thứ nó có câu kết thúc tại cái hợp âm át âm. Anh làm thơ vu quy, khánh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy đó, chúng ta chạy lót một câu để nó chuyển sang câu hát khác. Đó thì chúng ta chạy như thế nào? Đó, nó sẽ như sau. Đó, khi chúng ta bấm vào hợp âm mi trưởng hoặc mi 7 như này, bắt đầu chúng ta đánh từ cái dây số 4, ta có nốt mi. Đó, chúng ta cứ để thế tay của hợp âm mi trưởng này. Chúng ta gảy dây số 4, ta có nốt mi. Dây số 3, ta có nốt son thăng. Đó, mi, son thăng. Đó, dây số 4 là mi này, dây số 3 là son thăng. Đó, sau đó nhả tay ra, ta đánh nốt la. Đó, ta có mi, son, la. Đó, tôi là son thăng, tôi đọc gọn là son cho nó dễ, cho nó nhanh. Mi, son, la, si, đô, re, đô, si, đô, re, mi. Đó, mi là dây buông số 1, si là dây buông số 2. Đó, tôi đọc chậm lại một lần nữa này. Mi, son, la, si, đô, re, đô, si, đô, re, mi. Đó, bây giờ tôi đánh lại một lần và tôi không đọc tên nốt nữa. Sau khi các bạn đánh xong cái giai điệu này đó, thì chúng ta bấm luôn vào hợp âm mi trưởng hoặc mi 7 đều được. Chúng ta quạt một lần đó, quạt một lần từ dây chủ dây xuống, tức là đối với hợp âm mi này thì âm chủ của dây số 6, chúng ta quạt từ dây số 6 quạt xuống. Đó, chúng ta quạt tay, chúng ta quạt xuống, chúng ta sau khi đánh qua cái giai điệu chúng ta phải dùng cái phần thì tay này chúng ta chặn lại để âm thanh nó không vang dài. Đó, tránh để nó vang dài thì nó không được hay lắm. Đó, tôi đánh lại giai điệu, đánh thật chậm này. Đó,
đề là làm sao chúng ta sử dụng cái mẫu câu này để chúng ta có thể áp dụng vào các cái tông nhạc khác, ví dụ như là pha thứ, son thăng thứ hay là la thăng thứ chẳng hạn. Đó, chúng ta chỉ dùng một thế tay chạy ngón thôi, chúng ta có thể đem áp dụng cho tất cả các tông nhạc mà tôi vừa kể. Đó, thì muốn làm như thế chúng ta tập chạy một cái ngón, chúng ta tập chạy một cái thế tay ở cái phần giữa cần đàn này của cái tông la thứ đó, để từ đó chúng ta dùng cái thế tay này chúng ta áp dụng với các tông nhạc khác. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy ngón trước và hướng dẫn áp dụng với các tông nhạc khác sau. Đó, thì chúng ta bấm cái hợp âm la thứ ở đây, đó, ngón trỏ chạm ở ngăn số 5 này. Rồi ví dụ này: anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, truyền tình ta đã ghi. Đó, cái giai điệu nó vẫn là như thế, chúng ta chạy ở giữa cần đàn. Thì chúng ta chạy như thế nào? Bây giờ tôi đọc nốt này, chúng ta nó bấm vào cái hợp âm la thứ này. Hợp âm la thứ thì âm chủ nó nằm ở dây số 6. Đó, dây số 6 tức là cái nốt ở dây số 6 này là nốt la. Chúng ta dùng ngón áp út bấm vào. Đó, bấm vào cái dây số 5 cách là một ngăn. Đó, thì ta có cái giai điệu nó bắt đầu từ nốt này. Đây là nốt mi. Chúng ta bắt đầu đánh này. Mi son la. Đó, son la, son thăng tôi đọc gọn là son các bạn nhé. Son la dây số 4 này, mi là dây số 5. Mi son la si do. Đó, si do là dây số 3. Si do này. Re do. Si do re mi. Đó, re do si do mi này nằm toàn bộ ở dây số 3. Tôi đọc lại này. Mi son la si do. Chúng ta kéo lên. Đó, tôi đánh lại một lần và không đọc tên nốt nữa. Các bạn lưu ý cái nốt mi cuối cùng này chúng ta không sử dụng ngón út mà chúng ta sử dụng cái ngón áp út. Chúng ta bấm vào nốt rê, chúng ta kéo lên nốt mi. Mục đích của việc này để chúng ta chuyển hợp âm mi trưởng cho nó dễ dàng. Ngón trỏ chúng ta chạm đây, chạm là ngăn số 7. Thì ngón áp út chúng ta vẫn ở dây số 3 này rồi. Ngón út bấm vào dây số 2. Đó, ngón giữa bấm vào dây số 4. Đó, chúng ta dùng ngón áp út để mục đích là ngón út chúng ta chuyển lên là chúng ta bấm tại vị trí này luôn, không phải chuyển ngón nữa. Thì tôi đánh lại tổng thể cái câu này này. Mi trưởng ở đây chúng ta quạt. Đó, thì đối với cái thế tay này chúng ta có thể áp dụng dễ dàng cho các tông nhạc khác. Ví dụ một cái tông nhạc nó rất là khó khăn thôi. Đó, chúng ta ví dụ tông nhạc son thăng thứ này, tôi bấm son thăng thứ ở đây. Đó, thì chúng ta bấm ở cái dây số 6 này, ta có nốt son thăng này, thì chúng ta dùng ngón áp út. Đó, ngón áp út chúng ta bấm vào cái dây số 5 cách cho một ngăn. Nếu chúng ta có cái nốt này chúng ta chẳng cần biết là nốt gì, chúng ta cứ thế cái thế tay vừa tập chúng ta bắt đầu giai điệu từ cái nốt này. Nốt này là nốt đô thăng. Nhưng mà xin lỗi các bạn, nốt rê thăng. Nhưng mà chúng ta không cần biết nó là nốt gì, chúng ta chỉ cần biết là giai điệu nó bắt đầu. Chúng ta bấm vào son thăng là âm chủ đây. Chúng ta tiếp tục dùng ngón áp út bấm vào cái nốt dây ở dây số 5 cách là một ô. Và chúng ta giai điệu bắt đầu từ nốt này, chúng ta chạy này. Đó. Đó, thì đối với các tông nhạc khác, ví dụ như son thứ hay là pha thăng thứ chẳng hạn, chúng ta vẫn chạy được. Đấy, đối với pha thăng thứ chúng ta bấm đây là pha thăng, ngón trỏ dây số 6 là pha thăng âm chủ, thì chúng ta bấm ngón áp út vào đây dây số 5, chúng ta có giai điệu bắt đầu từ cái nốt ở dây số 5 này. Đó, thì cái này nó rất đơn giản thôi, ở video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thế tay đối với tất cả các hợp âm chặn có cái âm chủ nằm ở dây số 5, ví dụ si thứ, đô thứ, đô thăng thứ. Các bạn bấm đăng ký kênh để theo dõi các video sau. Xin chúc các bạn thành công.